Na te na phích khu sâu hô ti Dạ qua ta phích khà tế ba rê Viên thăm măng sa ma đa gia Biệt khu hô ti na ta qua ta Na te na phích khu sâu hô ti Dạ qua ta phích khà tế ma rê Việt sang thăm măng sa ma đa gia Việt khu hô ti nà ta qua ta Chẳng vì bình bát sinh năng Mà do an tịnh lục căn lục trần Sống đời tri túc tri ân dự hàng khất sĩ Dự phần sa môn Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục mình kính cảm ơn đạo tràng mến chào cẩm vân dồi dào đạo tràng cẩm vân ơi có tâm bích được không có trả bài không cho nhục mình một tín hiệu cẩm vân ơi là cẩm vân cầm mến chào đạo tràng luôn nha sa thú mà cẩm vân Dạ Nam Mô Bố Thầy Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Ca Dạ Con kính lãnh lễ Đức Phật Con kính lãnh lễ Giáo Pháp Con kính lãnh lễ Đức Tăng Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Cùng Chư Tôn Đức Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 266 Ná tê ná bít cú sô hô tí Gia quá ta bít khá tê phá rê Quýt xăng thăm măng xá ma đa giá Bít cú hô tí na Ta quá ta Ná tê ná bít cú sô hô tí Gia quá ta bít khá tê phá rê Quýt xăng thăm măng Xá ma đa giá bít cú hô tí ná ta quá ta ná tê ná bít cú sô hô tí gia quá ta bít khá tê phá rê quýt xăng thăm măng xá ma đa giá bít cú hô tí ná ta quá ta chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỷ kheo phải theo pháp toàn diện khất sĩ không không đủ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu chẳng vì bình bát sinh ăn mà do an tịnh lục căn lục trần sống đời tri túc tri ân dự hàng khất sĩ dự phần sa môn bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cảm nhận đã ôn bài xong mến mời bàn tay của sư Nhật Quỳnh Dạ, sa thú kính cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Mến chào Sích Tâm Phương vừa vào đạo tràng. Tâm Phương ơi, vào có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic để kệ kinh không? Thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Alo, alo, Tâm Phương. Alo, Tâm Phương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không Tâm Phương? Rồi, mời Tâm Phương nha. Tâm Phương trả bài là người cuối cùng Tâm Phương thỉnh Pháp Sư luôn nha hôm nay thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài 267 nghe Tâm Phương rồi kính mời Tâm Phương Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng con kính đảnh lễ cô tu nữ mến chào tất cả Phật tử kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh cảm ơn Vít Quá Tha Ná cảm ơn Rạng Đông dạ con xin đọc và kệ các pháp cú số 266 dạ Ná tê ná bích khú sô hô tí già hòa ta biết khá tề ba rề quý sầm thầm mằng sa mà già giá biết
Khu hồ tí na ta quá ta. Na te na bi khu rô tí. Ya quá ta bi khang tê gan rên. Vì sẵn tham măng xà man gia giang. Bi khu hồ tí na ta quá ta. Na te na pi ku so ti ya wa ta pi kang te pa re vi sam tham mang sa ma ya ya bi ku ho ti na ta wa ta chỉ khắc thực nhờ người đâu phải là tỷ kheo phải theo pháp toàn diện khắc sĩ không đủ. Và đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chẳng vì bình bát xin ăn mà do ăn tỉnh lục căn lục trần, sống đời tí túc đi ăn dự hàng khắc sĩ dự phần sa môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Kính mời tất cả Phật tử cùng Tông Phương chúng ta hướng về Ba Ngôi Tam Bảo để cùng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sam pha ga wa tu a ra tu sam ma sam Nam mô ta sam pha ga wa tu Arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Brahman chalokathi bhati saham bhati katang chali ân thi hóa rằng ayan cha thang sang ti tha sát ta bà ra chân cha thi kang Đề xế tu thâm băng à đủ khâm bi măng ba chăng thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tinh thần ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tinh thần ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề và nam mô bổn tha giá con tam phương đã thay mặt tất cả nam tín nữ ở trong room đã thỉnh pháp sư sau hết con xin kính thỉnh đại đức Pháp Nhẫn đã lên thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con xin kính nhường biết lại sư Tiểu Nhẫn ạ. Trước khi vào bài pháp hôm nay đã một tuần trôi qua rất là nhanh. Bây giờ đang ở đây có rất nhiều thực tại mà chúng ta không được biết về chúng. Và một ngày trôi qua, ngay kể cả chúng ta là những người con của Đức Phật thì vô minh cũng rất là nhiều, sự tích lũy rất là nhiều. Do chúng ta quên mất pháp hiện giờ. Và ngày nào thì chúng cũng xuất hiện vậy thôi. Chúng ta hiểu được thì ra khỏi luân hồi, tức là chúng ta đã hiểu thấy được rằng khoảnh khắc trước chúng đã diệt tận và trong suốt vòng luân hồi chúng không bao giờ sanh trở lại lần thứ hai. Rồi lại có một cái khoảnh khắc tiếp theo và chúng ta tưởng như là khoảnh khắc trước
nhưng mà nó có phẩm chất đó thôi, nhưng mà nó lại là một duyên khác và nó cũng lại diệt đi ngay tức thì. Cuộc sống chỉ là những cái khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, khi cái thấy vừa sanh khởi thì đã diệt đi để nhường chỗ cho một ý nghĩ, hay là một khi có âm thanh sanh khởi thì lập tức khoảnh khắc đó không còn là thế giới của thấy nữa. Hãy để ý chúng, thì chúng ta sẽ thấy được lời Đức Phật dạy. Tứ Thánh Đế nằm ngay trên đời sống của mình, bất cứ ở đâu chân lý cũng đang hiện diện. Nhưng thật là khó, nếu như chúng ta không có thuyết giảng kỹ về giáo pháp của Đức Phật thì sẽ không ai giác ngộ được. Đó là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở nhau rằng là hãy luôn luôn nhắc nhở, nếu có bàn luận thì hãy bàn luận về khoảnh khắc sát ra hiện tại. Còn thường thì chúng ta bàn luận về những cái câu chuyện của tưởng, nên không bao giờ có cái chánh niệm tỉnh giác nó sanh khởi như thực. Đa phần chúng ta nói về chánh niệm tỉnh giác nhưng mà đó là tưởng, đó là suy nghĩ tầm, và đó là tâm biết chứ không phải là trí tuệ thực chứng. Từ đó chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bây giờ thì chúng con xin niệm tịnh thân khẩu ý để tán dương Đức Tam Bảo và đi vào bài pháp ạ. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Aphivademi Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sangkhang Namassami. Con niệm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương Đức Ba Ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, nghe và khéo tác ý thực hành giáo pháp của Đức Phật, người ấy sẽ liễu ngộ được chánh pháp ngay trong đời này. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu được các ba la mật để liễu ngộ được lý tứ thánh đế trong đời sống của mình. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương. Kính dâng phước báo này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn khát bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa. Kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc, tấn hóa và phát sanh được trí tuệ để thấy được rõ lý thứ thánh đế trong đời sống. Nam mô Bụt Tha giá. Và hôm nay thì chúng con xin chia sẻ câu kệ số 267 ạ. Trước khi vào câu kệ này con xin đọc 3 lần. Yô tha punnan cha papan cha bahetoa ramma chariyawa sankhaya loke charati sakve phikkhuti vuccati. Yô tha punnan cha papan cha bahetoa ramma chariyawa sankhaya loke charati sakve phikkhuti vuccati. Nghĩa Việt, ngài dịch là ở đây người nào đã vượt qua được thiện ác, có thực hành phạm hạnh, đã tự suy xét và sống ở trên đời, thật vậy người ấy được gọi là vị tỳ khưu. Vậy chúng ta thấy những cái người nào
mà hiểu được lời dạy của Đức Phật thì mới gọi là vị tỳ khưu, nhớ nha. Kể cả là người cư sĩ áo giáp sờn vai nghèo đói, nhưng mà ở trong đó những cái nội tâm đó đầy đức hạnh, có hiểu pháp, có liễu ngộ được chân lý, người đó vẫn được gọi là tỳ khưu. Và cái nghĩa từ vựng là cái từ chúng ta biết, cái từ vô thá đó, cái từ vô thá thì nó là một cái hợp từ, nó ghép lại cái từ vô là một cái đại danh từ, đại tức là một cái đại từ, nó chỉ cho ai hay là cái người nào. Cái từ vô, cái từ còn cái từ vô thá ở đây thì nó là hai cái từ vô cộng với ý thá. Ý thá thì cái từ vô ý thá thì nó được có hai nghĩa ở cái câu câu kệ này, tức là ở đây hay là người nào. Người nào chỉ cho ở đây hay người nào. Từ Pun Nhanh Chá thì chúng ta biết rồi, Pun Nhanh Chá ở đây Pun Nhá tức là phước hả, như Pun Nhanh Chá ở đây tức là những cái thiện pháp, tâm thiện, thiện pháp. Còn cái từ Pa Panh Chá là những cái tâm bất thiện. Papa đó, nếu mà ở cái nghĩa này thì nó lại là những cái phiền não bất thiện chứ không phải là chỉ cho con người ha, về cái thực tánh pháp đó. Papa là một cái danh từ trung tánh, chúng ta khi mà chúng ta đọc kỹ bài kệ thì chúng ta sẽ biết được Papa nó là một cái danh từ trung tánh. Và cái câu kệ này thì chúng chia theo đối cách là những việc ác còn cái từ Bahetoa là ba há tí hả, ba há tí cái động từ nguyên mẫu của nó đó. Và ở đây nó chia theo động từ bất biến, quá khứ là khi đã bỏ lại một bên, khi đã lại bỏ lại một bên. Bá hí Brahmacariya thì chúng ta biết rồi. Ba hí ở đây thì một bên, cái chặng từ của nó là chỉ cho một bên. Và cái từ tiếp theo là từ Rammacari Chari Yawa. Cái từ này nó gồm có ba cái từ ghép lại là một cái hợp từ. Từ răm má thì chúng ta biết nè, chỉ cho ở câu kệ này chỉ cho cái sự phạm hạnh. Cái nhóm từ này về nam tánh mà chia theo chủ cách, cái từ chá rí giá tức là tâm má, tức là chỉ cho phạm hạnh này hay là phạm thiên, nó thuộc về tính từ hay chỉ cho đẹp, sự cao quý. Còn cái từ Acariya Vantha, Acariya Vantha, cái căn của nó là căn cha cộng với ý giá và Vantha, nó là một cái danh, nó là một cái danh từ trung tánh chỉ cho có một cái đời sống, có hành vi, có hành vi. Cái căn cha của đó đó thì nó có cái nghĩa là sống, đi bộ hay là hành động. Tiếp vị ngữ quan tú của nó đó chỉ cho cái sự sở hữu, thế là người nào có những cái đức hạnh này đó, và vân vân. Và cái từ sankhara, sankhaya đó thì căn của nó là căn kha, tiếp đầu ngữ của nó là sang cộng với giá, thì ở đây nó cũng là sankhati tí. Nhưng mà nó được ở đây nó cái động từ này nó chia theo động từ bất biến nên là nó trở thành sankhaya.
là sau khi thông suốt, sau khi đã hiểu, sau khi đã thẩm sát. Tiếp đầu ngữ của nó là tự mình, hay là cùng, hay là hoàn toàn. Căng kha tức là sự phân tích tất cả đã thấy rõ được. Còn cái từ cháo lý giá là căn của nó là căn cha cộng với á cộng với tí, nó là một cái động từ chỉ cho sự sống. Còn cái từ sau quê thì chúng ta biết rồi, thật vậy hay người ấy ha, người ấy phích khu tí, phích khu tí là chỉ cho, ở trong cái câu kệ này thì chỉ cho cái vị xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật đắp y, vị tỳ kheo đi xin ăn. Phích khu là một cái danh từ năm tánh chia theo chủ cách, là chỉ cho vị tỳ khu. Và câu kệ này được Ngài Minh Châu dịch theo thể năm chữ là: ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời, mới xứng danh tỳ kheo. Quý vị thấy không? À, cuộc sống thì chỉ có thiện với ác thôi. Mà bây giờ chúng ta lại phải vượt qua thiện ác nữa. Thì vượt qua bằng cách nào bây giờ? Thì lấy một cái thiện cao hơn để mà tăng cường cái thiện cao hơn để vượt ra. Cái thiện cao hơn đó, khi mà chúng ta thấy được cái phẩm chất của cái thiện đó, thì chúng ta thấy được à, trong cái thiện nó có một cái sở hữu đặc biệt, tức là sở hữu trí tuệ, nó có thể vượt lên thiện và ác. Còn nếu mà cái trí tuệ này nó không được không được lời dạy, không được nghe giáo pháp của Đức Phật, không có được phân tập, thì kể cả cái trí tuệ đó nó có rất nhiều ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nó cũng vẫn đi theo luân hồi thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là trí nó cũng không có vượt thoát luân hồi được, mà nó phải là cái trí đặc biệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái thức chuyện của bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, thì cái bài kệ này nó phải thuyết hai câu kệ thì nó mới hợp với lời Đức Phật dạy, nó mới trụ tròn đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối cái đời sống của một vị tỳ kheo. Và hai cái bài kệ 66 và 67 này là Đức Phật thuyết cái câu kệ này, Đức Phật nói lên cái câu kệ này, tức là khi Ngài thuyết xong rồi thì Ngài mới cảm hứng lên cái câu kệ là Đức Thế Tôn, sau Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngược lại chia tóc quá tá, gặp đến một cái vị Bà La Môn. Và cái Bà La Môn này thì đã xuất gia và tu theo giáo phái của ngoại đạo. Ở lúc đi khất thực thì cái vị này mới tự nghĩ là Sa Môn Gotama, gọi các cái thinh văn hằng đi khất thực của mình là tỳ khu. Vậy thì ta đây thì cũng phải được gọi là tỳ khu. Thì khi đó cái vị này đi đến gặp Đức Thế Tôn và mới nói rằng: thưa Sa Môn Gotama, tôi cũng đi khất thực và lui vạn. Vậy Ngài cũng nên gọi tôi là vị phích khú chứ. Thì cái vị này không có hiểu được cái nghĩa mà Đức Phật gọi cái người đệ tử của mình. Và Đức Thế Tôn mới nói cho Bà La Môn biết: ta không gọi là tỳ khu chỉ vì cái việc đi khất thực mà thôi. Không phải một cái người thọ trì đủ các cái pháp về mặt hình thức mà xứng danh là vị tỳ khu, không thể như vậy được. Người hằng suy xét tất cả pháp hữu vi, người ấy mới xứng danh là tỳ khu. Na tê đa phích khu hô tí,
Yawata phikkhate pare Visang thamman samadha ya phikkhu hoti Natta wata Yotha punna ri Yotha punyan cha pa pancha Bahetoa ramacariya Sankhaya loke cha rati Sawe phikkhu ti vuchati. Chỉ mang bình khất thực đâu phải là tỳ kheo, phải theo giới pháp bổn mới xứng danh tỳ khu. Ai bỏ cả thiện ác chuyên tu hành thâm tịnh, nấy hiểu biết ở đời mới xứng danh tỳ khu. Và ở đây trong chú giải ngài Pháp Minh ngài cho chúng ta biết thêm là cái từ yawattā chỉ bấy nhiêu đó, là chỉ có việc ôm bát đi khất thực là không đúng, không đáng gọi là tỳ kheo. Nếu chỉ vì đó chỉ đi xin về để ăn, để ngủ, rồi những cái cử chỉ hành động, lời nói của vị đó đầy những cái bất thiện cấu quế thì không xứng đáng là tỳ kheo. Quý sanh là các pháp khác nhau, đây ám chỉ cho toàn thể giới hạnh của một vị tỳ khu phải thọ trì. Thì vị tỳ khu chúng ta biết là có rất nhiều những cái phận sự, phải thọ trì 227 giới và phải học kinh, học luật, rồi học pháp, rồi phải thuyết pháp, phải giảng đạo, phải vân tập được chánh niệm hiểu biết, phải đạt được thiền định hay là đạo quả thì chúng ta biết nè, thì mới gọi là vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật. Cái từ vô thá, người nào trong giáo pháp này vượt qua được phước và tội, đi trên cái con đường phạm hạnh cao thượng, Sankhara bằng cái trí tuệ sáng suốt, Loke, Loke là chỉ cho trong cái thế gian, nhất là ngũ uẩn, nhớ nha. Chúng ta thấy này, mắt là lô kê, tai là lô kê, mũi là lô kê, lưỡi là lô kê, thân là lô kê, ý là lô kê. Đừng bao giờ quên cái lô kê này. Chúng ta chỉ nhớ cái lô kê chế định ở ngoài kia mà chúng ta quên cái lô kê ở bên trong chúng ta. Người dùng trí tuệ mà phá vỡ được cái phiền não thì đáng gọi là vị tỳ khu. Thì cuối thời pháp thì rất nhiều vị tỳ khu chứng đắc tu được vờ. Và ngài Cẩn Đề là tỳ khu có nghĩa kẻ sinh ăn, nhưng phải tu thiền, giữ giới răng, chẳng giống bàn môn cùng khất cái, biết mình cao thượng bậc thinh văn, ngoại đạo trì bần, ngoại đạo trì bần, trì bình nhập bạc tiền, món ăn sống xích chẳng hề kiêng, thọ nhiều tích trữ rồi đem bán, phá giới làm quen ố cửa thiền. Đó là bản dịch của ngài Pháp Minh, do ngắn nên là chúng con xin đọc toàn bộ đến, do ngắn nên chúng con xin đọc toàn bộ đến chư Đại Đức Tăng. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, qua cái câu chuyện, cái tích chuyện pháp cú này và những câu kệ này thì chúng ta biết trong cái đời sống thế gian thì chúng ta biết nè, ở Việt Nam hay là chúng ta sống ở trên các cái nước trên thế giới, thì kể cả là Mỹ hay là ở Ấn Độ thời buổi bây giờ và ở nước nào cũng vậy, thì có rất nhiều người xin ăn theo nhiều hình thức khác nhau. Cái vị đạo sĩ thì cũng đi xin ăn, người nghèo khổ cũng đi xin ăn, người giả dạng thấy mình đóng giả vị nghèo khổ mặt buồn tuổi để người ta thương, người ta cũng cho rất nhiều tiền. Có những người ở Việt Nam ngày thời bây giờ cũng vậy, có những nhiều vị ở khất sĩ hay là vị giả nhà sư đó, thì họ đi khất thực đôi khi một ngày kiếm được 2-3 triệu. À,
Rồi nếu mà có các cái vị sư đi bát nhận tiền thì đi vào buổi sáng ra chợ thì cũng có nhiều người người ta đặt, có nhiều người người ta thấy người ta cũng đặt tiền bạc vào trong bình bát của các sư cũng rất là nhiều. Thì nhiều vị thì chúng ta biết được rằng là một vị tỳ kheo đó, mà không để ý đến cái chuyện tiền bạc này á, một ngày nào đó tâm của chúng ta không có đủ cái mãnh lực để dứt bỏ cái tâm cấu uế mà chúng ta thọ nhận tiền bạc trực tiếp để chúng ta xài rồi mua bán. Thì chính chúng ta có nói gì đi chăng nữa, chúng ta cũng là những người góp phần phá hủy vào giáo pháp của Đức Phật. Và tất cả niềm tin rồi cũng sẽ phai tàn hết. Giáo pháp của Đức Phật thì chắc chắn phải hoại thôi. Bởi vì xã hội, hoàn cảnh sống này, dầu là chư tăng không muốn thì nó cũng vào cái thế rất là kẹt. Nhưng mà dám chắc một điều rằng một vị tỳ kheo mà không có thanh lọc giới hạnh của mình cho được tốt đẹp thì chắc chắn một điều cái đọa xứ là rất lớn và rất lớn. Dầu các bạn có nói thuyết pháp hay cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là một nhà tù khổng lồ dành cho, bởi vì Đức Phật không muốn chúng ta vào giáo pháp của Ngài để là một con người không có tu tâm sửa tánh, không có gìn giữ giới hạnh. Và ngay cả Đức Phật đấy, vị đạo sĩ ở bên thời đó, các ngài cũng không có nhận tiền bạc trực tiếp. Thì Đức Phật cũng nói rằng cái khất thực này nó cũng chưa có ăn thua gì cả, nó không cũng chưa được gọi là vị tỳ kheo, nó cũng chưa thể làm thanh tịnh được một vị tỳ kheo. Nó chưa, cái từ tỳ kheo mà Đức Phật gọi đó nó cao quý lắm. Nhưng mà nếu như một người cư sĩ chỉ năm giới có đức hạnh mà phát huy được cái thiền tuệ trong đời sống hàng ngày thì có đôi khi chính cái vị đó lại trở thành vị tỳ kheo chứ không phải là vị sư trở thành vị tỳ kheo như cái bài kệ này Đức Phật dạy. Và chúng ta nhớ rằng muôn đời thì con đường bát chánh nó sẽ thanh lọc hết tất cả, nó không chừa cái gì cả. Những con người không có đủ bản lĩnh, không có cái tâm cầu tiến và không có cái ý chí trong giáo pháp của Đức Phật, bát thánh đạo nó không cho các bạn một cái điểm nào vào trong cái sự giải thoát hết. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói đúng.
Và chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Phật vượt qua cả thiện và ác. Vậy thì làm thế nào để vượt qua thiện và ác đây? Nếu như mà chúng ta không hiểu được đời sống hàng ngày chỉ có mấy cái âm thanh mà mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh qua các cái căn môn mà cả thế giới này đầy tham sân si, thì chúng ta mới thấy được rằng khoảnh khắc thiện sanh khởi đã là vô cùng khó rồi. Nhưng mà cái con đường bát chánh đạo của chúng ta đi đó là phải phát hiện ra được phải thấu hiểu được các cái thực tại này. Nếu mà chúng ta không biết được phiền não là gì, tham là gì, sân là gì, si là gì, thiện là gì, bất thiện là gì, thì chúng ta làm sao mà thoát khỏi được, không bao giờ thoát khỏi được. Mỗi một khi tham nó sanh khởi thì đa phần tâm phía sau của nó là không bao giờ có trí tuệ. Chỉ có người nào mà nghe pháp thật là chuyên cần và thật khéo như lý tác ý thì sau khoảnh khắc tham thì may ra mới có chánh niệm tỉnh giác thật sự. Còn đa phần là tham là tôi tham hay người khác làm cho tôi tham, chứ chúng ta không biết được tham này nó do duyên gì mà nó sanh. Chứ chúng ta không biết được tham này chỉ là một pháp. Sân cũng vậy, si cũng vậy. Mà chúng ta không hiểu được về tham thì làm sao mà đoạn diệt được tham. Rồi thiện nữa. Chúng ta nghĩ rằng tôi làm thiện, tôi bố thí, tôi trì giới, kiếp sau tôi sẽ được hưởng cái này cái kia ở trên cõi trời này cõi trời nọ. Đằng sau cái đó là gì? Toàn là vô minh và không hiểu được thiện này không phải là mình, do cái duyên của nó. Và nó cũng vô thường. Như vậy hàng ngày chúng ta có hàng vô lượng những cái sát la quả thiện của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày. Bây giờ nó đi đâu hết rồi? Khi mà không phải chúng ta ở một cái ngôi nhà đẹp, rồi là chúng ta nghĩ rằng cái đó là quả của thiện, đồng ý nó là quả của thiện. Nhưng mà bạn đi đến Mỹ, bạn nhìn thấy cái cảnh của Washington đó, cái đó cũng là sát la của quả thiện, rất là ngắn ngủi. Bạn quay mặt đi về phía khác, quả thiện nó đã diệt rồi. Và cái đối tượng của nó chỉ là màu sắc, dầu là cái quả thiện nó tốt đẹp bao nhiêu thì cái kinh nghiệm của nó vẫn chỉ là màu của đất mà thôi. Dầu là cái quả thiện của cái nghe nó tốt đẹp bao nhiêu thì nó cũng chỉ là âm thanh. Bất thiện cũng vậy. Như vậy hằng ngày cái quả thiện mà chúng ta làm trong quá khứ đó, nó liên tục chỗ đó mà chúng ta có thấy được. Nếu chúng ta thấy nó vô thường thì chúng ta có mong ước rằng chúng ta tạo thêm cho đời sau nữa không? Đời sau là cái gì? Ngày mai là một đời sau. Khoảnh khắc trước là một đời quá khứ. Ngày mai các bạn thức dậy thì cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh. Và không thể nào hoàn toàn đều chỗ quả thiện được, không có. Bởi vì các pháp hữu vi đó luôn luôn là vô thường, không có sự kiểm soát nào cả.
Và tất cả những cái gì mà chúng ta kinh nghiệm đều là đất hết, đều là vô chi hết. Mặc dầu nó là quả của phước tạo ra, nhưng mà cái thiệt thức nó vẫn chỉ là nếm vị thôi, phải không? Quả của nó đó. À. Cái tai, cái nhĩ thức nó chỉ là nghe âm thanh. Âm thanh cùng nắm là những cái bản nhạc thôi. Từng những cái âm thanh nó giáp nối lại từ cái tiếng đàn, tiếng sáo trúc, tiếng âm thanh từ tâm của một, được gọi là một cái ngũ uẩn nào phát ra. Và mình cho đó là du dương thôi. Nhưng nó bản chất của nó vẫn là âm thanh. Đó, cái sắc la quả mà chúng ta tạo ra đó. Nghiệp nó tạo. Thiện ác nó tạo. Như vậy ai là người vượt qua được thiện ác? Chỉ có người nào lắng nghe được diệu pháp của Đức Thế Tôn để hiểu được tất cả pháp hữu vi này là vô thường. Thế giới này chỉ có năm uẩn xa lạ vô cùng vô tận. Chẳng có ai quen ai cả. Cái mà chúng ta gọi là quen biết nhau, thương yêu nhau, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi của suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ, tôi không suy nghĩ về bạn nữa, thì tôi sẽ suy nghĩ về cái đối tượng khác. Và suy nghĩ thì nó có rất nhiều suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ là một đối tượng, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà thôi. Không có suy nghĩ thì không có đàn bà, đàn ông, không có đẹp, không có xấu, không có sân hận, không có bực bội, không có thù hiềm. Không có suy nghĩ, không có thiện. Như vậy khi một khi mà chúng ta rõ biết được thiện và ác, khi mà chúng ta rõ biết được thiện và ác là hai cái thế giới đối lập, mà ngày nào chúng ta còn nghĩ về tôi làm thiện hay tôi làm ác, hay là bất thiện này là tôi, hay là thiện này là tôi, thì chúng ta không bao giờ xả ly được. Khi nào chúng ta rõ biết được bất thiện, nó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi sanh khởi do duyên mà thôi. Chúng đã diệt tận rồi. Khoảnh khắc tham lúc trước không phải là khoảnh khắc tham này. Và trong suốt vòng luân hồi, khoảnh khắc tham trước đó không bao giờ sanh lại một lần nào nữa cả. Chỉ có một sanh lên và mất, sanh lên và mất, diệt tận hết. On off, on off. Như vậy là quá khứ đã diệt tận rồi. Tương lai thì nó có tới không? Không. Tương lai nó chỉ là cũng giống như khoảnh khắc được tạo duyên của nó. Khi mà tương lai tới thì tương lai chính là hiện tại. Tương lai cũng chỉ nói về cái hiện tại. Tương lai nó cũng chỉ là như cái hiện tại này. Một là cái thấy nó cũng có duyên để xuất hiện. Hai là nếu có không có duyên thì nó không có xuất hiện. Cái nghe cũng vậy.
Sư sư đang giảng pháp chứ. Và chúng ta thấy hàng ngày các pháp hữu vi nó đã sanh và diệt liên tục rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái ảo tưởng. Alo, sư sư đang giảng pháp chút chút gọi nè. Chúng ta chìm ngập trong cái lý mít tá của nó. Chúng ta vẫn nghĩ rằng có tôi, có con người này, con người kia. Nhưng thực tế thì đã vô vàn những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của các cái cảm thọ, của nóng, của lạnh, sanh và diệt liên tục, à, của tham, của sân, của si, của thiện, bất thiện. Như vậy hàng ngày mọi khoảnh khắc chỉ là tâm, tâm sở và sắc pháp. Chúng ta thử soi xét xem là cái tam tạng kinh điển Đức Phật dạy nó có như thực hiện giờ hay không. Và nhiều nhiều người sơ suất quá, người ta lúc thì người ta nói rằng là diệu pháp, vi diệu pháp thì không phải là Đức Phật dạy, lúc này lúc kia. À, mà khi mà chúng ta hiểu được Đức Phật dạy về cái gì, Đức Phật chỉ dạy về những cái gì có thực hiện tại trong cuộc sống, thì chúng ta mới thấy được cuộc sống này có đáng để bám víu vào hay không. Dầu là có bám víu vào đi chăng nữa, thì chúng ta bám víu vào cái gì? Tất cả chúng đều sanh và diệt. Những cái lời nói yêu thương, những cái cảm xúc hồi sáng mà mình thương ai đó, bây giờ nó đi đâu? Và người ta có giữ cái cảm xúc đó hay không? Có giữ được nó hay không? Không thể, chúng chỉ là những cái khoảnh khắc. Khi nào mà chúng ta hiểu được thiện là gì? Thiện là gì? Khoảnh khắc thấy có phải là thiện không? Khoảnh khắc nghe có phải là thiện hay không? Khoảnh khắc ngửi có phải là thiện không? Khoảnh khắc cứng mềm có phải là thiện không? Không. Những cái khoảnh khắc đó không có thiện. Khoảnh khắc nào? Khoảnh khắc thiện nó sanh ở sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Như là bố thí, trì giới, tham thiền, chánh niệm, tỉnh giác, có từ tâm, có bi tâm, có hỷ tâm, có xả tâm. Có vô tham, vô sân, có vô si, có giới hạnh, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có khoảnh khắc suy nghĩ về ly dục, ly sân. Đó là khoảnh khắc thiện. Và khoảnh khắc thiện này có ai tạo ra chúng hay không? Không. Vậy thì khoảnh khắc bố thí thì ai là bố thí? Không, chính là tâm đại thiện. Chúng sanh khởi do duyên của chúng. Và luôn luôn lầm tưởng ý niệm về ngã sau khoảnh khắc thiệt đó là tôi làm,
tôi sẽ được hưởng những cái quả phước này, quả phước kia trong kiếp sau. Nhưng chúng không có cho ai cả. Chúng chỉ cho ra những cái quả là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm ngay trong đời sống hàng ngày. Không phải các bạn có thiện. Không phải. Thì cái thiện của chúng ta nhìn thấy một chút xíu, người khác người ta cũng có đầy thiện. Thiện nó không cho quả cho ai hết. Thiện nó chỉ cho quả qua mắt, tai, mũi, lưỡi, qua các căn môn. Qua nó cho ra các cái tâm quả của nó. Rồi cái gì là ác? Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm có bất thiện không? Cứng mềm, nóng lạnh nó có bất thiện không? Nó không phải là những cái khoảnh khắc bất thiện. Bất thiện là khi nào tâm của chúng ta có trạng thái buồn bực, khó chịu, tham đắm, dính mắc, ngã mạn, cống cao. Tầm tư cắt dục. Suy nghĩ lão hại, sân hận bực bội, ganh tham dối trá, lừa đảo, vô minh phóng dật. Những cái pháp này có ai tạo ra chúng không? Không, do duyên. Do duyên từ đâu? Do duyên mà cũng qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà không có chỉnh tỉnh giác, chấp thủ. Nghĩ rằng người này chửi tôi, cái này đẹp, cái kia xấu mà không hiểu được các pháp như chúng là. Các pháp như chúng là gì? Cứng thì muôn đời nó không thể trở thành mềm được. Và cái thân thức này chúng muôn đời chỉ kinh nghiệm cái cứng khi cái cứng có mặt hay cái mềm có mặt. Một cái sát la tâm thân thức là quả của nghiệp thiện hay bất thiện thì chúng cũng chỉ kinh nghiệm cái cứng cái mềm. Và cái cứng cái mềm thì nó muôn đời vô tri vô giác và không ai chọn được. Cái cứng cái mềm nào nó sẽ in dấu vào thân căn của chúng ta. Cái cứng cái mềm rồi cái kinh nghiệm cái cứng nó liệu rằng nó có kinh nghiệm được màu sắc không? Không. Cái kinh nghiệm màu sắc là một thực tại khác, là một tâm khác, là một thế giới khác. Thế giới đó rất khác. Thế giới của âm thanh, cái nghe của âm thanh là rất khác. Khi mà chúng ta hiểu được tường tận về thế giới, Loke tức là thế gian của năm uẩn chính. Và năm uẩn này, thế gian này chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và ngay đời sống này đây, rất đỗi là vô thường. Và có ai làm, có ai đừng làm cho tham, đừng sanh khởi được không? Có ai làm cho tà kiến, đừng có sanh khởi được không? Không, vì chúng là pháp sanh khởi do duyên. Đức Phật có ngăn cản, có bắt được tất cả thế giới này phải theo cái giáo pháp của Ngài được không? Không thể. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Ngài cũng chỉ là pháp ngã. Ngài có trí tuệ là bậc toàn giác, vô lượng vô biên, cũng không thể nào thay đổi được cái thấy trở thành cái nghe được. Cái ngửi trở thành cái nếm không thể. Đó là chân lý rồi. Do vậy Ngài chỉ nói lên cái thánh pháp. Và chúng ta cần phải biết ngay từ buổi ban đầu chúng ta phải phá hủy được cái ý niệm về ngã thì mới nói đến cái đời sống phạm hạnh được. Còn chúng ta tu bao nhiêu năm mà không có cởi được cái này
thì phẩm hạnh đó không bao giờ đạt được. Bởi vì chúng ta rất dễ rơi vào giới cấm thủ, rất dễ rơi vào giới cấm thủ. Khi nào chúng ta phải hiểu được thiện ác là gì thì mới vượt qua thiện ác được. Ác pháp thì chúng nó có sanh về thấy nghe người nếm đụng không, cái đó là quả của chúng. Và sau cái thấy nghe người nếm đụng thì có thể có tham, có thể có sân, có thể có vô minh và rất rất nhiều, phải không? Cái này nó có vô lượng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng không ai để ý tới nó đâu, nên là đâu có giác ngộ được. Chúng ta cứ tưởng rằng tham sân si nó ở trong sách vở, không phải đâu. Nó hoạt động rất là thầm kín và ngay trong đời sống của chúng ta này. Chỉ cần chúng ta liếc mắt thôi là đã có tham về lườm thôi là đã có tham rồi, đã có sân rồi. Chúng ta có để ý được những cái tâm nó cực nhanh không? Chẳng ai có thể làm gì được nó cả, phải không? Ngoại trừ là sao? Ngoại trừ là chúng ta nghe, hiểu và phát hiện ra chúng. Khi mà chúng ta phát hiện ra chúng thì sao? Chúng ta sẽ thấy được cái con đường đi của chúng, thấy nhân duyên của chúng và thấy được cái duyên của chúng diệt. Ngày nào chúng ta còn chấp vào thiện thì tâm của chúng ta còn ác. Ngày nào mà chúng ta không hiểu rõ được tâm bất thiện thì ngày đó chúng ta còn mong mỏi thiện. Chúng ta mong mỏi thiện đó cũng là ác, chúng ta mong mỏi cái sự giải thoát đó cũng là ác, là bất thiện. Khi mà chúng ta hiểu được pháp vô ngã thì chúng ta chỉ hiểu từng chút một trong đời sống hàng ngày. Hễ có hiểu biết thì là hiểu biết, mà không có hiểu biết thì chúng ta cũng biết rằng các pháp nó đã diệt rồi, nó lại có một khoảnh khắc mới sanh khởi. Nên chúng ta không còn đắn đo gì về quá khứ là tôi là của tôi và tương lai là của tôi nữa. Và chúng ta đã thấy tất cả mọi thế giới này chỉ là năm uẩn, mà sắc thân nào thì cũng đầy uế trược, bẩn thỉu, hôi thối, tan rã, bất tịnh. Dầu là thân của Đức Phật cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió, là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tạng, thiên gan, da lông, lá lách, phổi, ruột già, ruột da lông, vật thực, chi tiêu hóa, phẩm, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu trong da, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu, ốc. Ngài thiêu, ngài nguyện thì trở thành xá lợi một ít nào đó thôi. Còn nếu mà để chôn thì tất cả đều là gì? Đều là hôi thối cả. Và cái này thì chúng ta biết là Đức Phật dạy chứ không phải là chúng tôi nói ra. Và chúng ta phải y cứ vào lời Đức Phật dạy. Mỗi khi mà ác pháp sanh khởi thì chúng ta đã thấy rằng có cái tôi nó ẩn đó rồi, vô minh nó ở dưới đó rồi. Phải chi mà ác pháp nó sanh lúc đó mà không có cái tôi ở đó thì nó khỏe quá rồi, phải không? Nó thấy được lý tứ thánh đế của nó rồi. Nhưng mà không, nó không cho chúng ta thấy đâu. Ác pháp nó sanh khởi mà còn có cái tôi ở dưới đó nữa thì quý vị thấy nó khủng khiếp cỡ nào. Mà đa phần ác pháp nó sanh khởi là cái tôi nó sanh khởi. Rồi thì thiện pháp nó sanh khởi là cái tôi nó cũng sanh khởi. Mà cái tôi này nó chỉ do tưởng, do nhiều đời, do vô minh. Vậy khi nào mà chúng ta bỏ được ý niệm về ngã thì mới vượt qua được thiện và ác. Ai vượt qua được thiện ác? Người nào mà buông bỏ được ý niệm về ngã, chấp thủ đối với thiện ác này, không cho chúng là tôi là của tôi mà nhìn như thật chúng,
thấy rõ chúng là uẩn, là xứ, là giới, là đế, thấy rõ được từng pháp của chúng, thấy chúng rất là đơn lẻ, sanh và diệt không có một ai ở trong này, chúng chỉ là các cái tính chất khủ vi, nương gá tạm thời, sanh diệt một cách vô cùng ngắn ngủi. Thì giới hạnh của chúng ta mới bừng sáng lên được. Đương nhiên là ai vào trong chánh pháp của Đức Phật, ai ai cũng muốn mình trở thành bậc thánh hết. Nhưng mà có được không? Không thể nào. Chúng ta nên nhớ rằng có 33 cái pháp mà nó ngăn chặn, căn ngăn cản của chúng ta chứng quả dược lưu. Thứ nhất là nghe pháp không cung kính này, không nghe đúng vào pháp, không nghe, không gặp được bậc hiền trí thuyết giảng cái dược pháp thâm sâu này. Để nghe bằng cái cách cống cao ngã mạn này, nghe không có từ đầu đến cuối này, nghe khinh rẻ cái vị pháp sư này, chúng ta rồi là rất là nhiều, thế chưa có cái dịp để mà thuyết giảng đến quý vị, để chúng ta thấy được nghe nhiều pháp nó khó đến mức độ như nào. Chính vì nó khó như vậy nên là chúng ta thấy được, mà nghe mà để cho trí tuệ nó sanh khởi liên tục mà nó có hứng thú đó, thì chúng ta phải là người đại có phước mà gặp cái bậc hiền trí mà thuyết giảng cái nói về thực tại trong đời sống như nó đang là đó. Càng nghe nó càng hấp dẫn và nó cuốn hút cái tâm của chúng ta đi sâu vào trong cái sự tỉnh thức trong đời sống hàng ngày đó. Thì chúng ta mới thấy đó mới gọi là nghe diệu pháp nó khó, chứ còn nghe một vài bài này kia thì rồi chúng ta bỏ, mà nghe làm sao mà nghe diệu pháp mà càng nghe càng vào kinh điển, càng thấy lời Đức Phật dạy, càng tâm nó càng không thể nào rời bỏ. Mỗi ngày chúng ta không được nghe cái diệu pháp đó, chúng ta cảm thấy là không có cái hương vị nào, mà chúng ta đi đâu xa mà không có cái gì để, không có cái pháp để mang theo để nghe này kia, chúng ta cảm thấy nó thiếu vô cùng vô tận, thì đó mới gọi là cái người thuyết diệu pháp của Đức Phật. Và cái người đó mới thực sự là người lắng nghe. Chứ còn nghe để mà tán thưởng người này, tán thưởng người kia, không phải đâu. Ai vượt qua được thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh? Ai? Những cái người nào lắng nghe và khéo như lý tác ý Đức Phật dạy về các pháp là duyên sanh, là uẩn, là xứ, là giới, là đế, thấy rõ được những cái thực tánh này là vô thường, khổ và vô ngã. Vì đó thấy được rằng ngũ uẩn giàu là trí tuệ bao nhiêu đi đến đâu chăng nữa, thì chúng cũng, cái pháp tốt đẹp của hữu vi chúng cũng phải diệt mất, chúng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vậy mà chúng ta nói rằng chánh niệm liên tục, trí tuệ liên tục, làm sao mà có thể được? Bây giờ ai có thể làm cho trí tuệ sanh khởi? Không. Chỉ khi nào chúng ta nghe diệu pháp, và những cái khoảnh khắc được nghe đúng diệu pháp đó là nhân, là duyên để nó lẫy lên một chút cái trí tuệ, và dần dần nó bắt được cái ngọn lửa, và dần dần nó cứ nghe diệu pháp thâm sâu như vậy, nó khéo như lý tác ý như vậy, bởi vì các pháp đã sanh khởi rồi, bởi duyên của chúng rồi. Không thể có một cái phương pháp nào để tạo ra cái gì cả, mà chỉ có hiểu từng chút một và lớn lên mà thôi. Ai có thể tạo ra cái thấy được đó? Nhưng mà khi có cái thấy thì đối tượng thì giác đã có ở đó, và cái thấy cũng sanh khởi rồi. Nếu không hiểu thì cái khoảnh khắc đó thấy cũng diệt đi, và khoảnh khắc không hiểu đó cũng diệt đi rồi. Khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy thì chúng ta không có bám chấp vào đâu cả. Thế mà không bám chấp vào đâu cả
thì có khả năng chúng ta sẽ nhận được cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái đậm, chúng ta thấy rõ từng pháp. Chẳng có ai ở trong này. Cái cứng thì nó không thể sanh được một lúc cả một cái thân mình được, nó chỉ sanh ở một điểm xúc chạm trên một điểm của thông thức. Và lúc đó chúng ta sẽ biết được căn môn của nó không phải là toàn thể cái thân căn này, mà nó chỉ là một cái thân căn lúc mà cái tâm thân thức nó nhận biết cái cứng ở một điểm đó thôi. Thì chúng ta cũng sẽ biết được quyền, sẽ biết được các duyên của nó, sẽ biết được tiền sanh duyên, hậu sanh duyên như thế nào. Còn chúng ta không nắm bắt được thực tại, làm sao mà chúng ta hiểu được nhân và duyên? Chúng ta nói được, nói rằng vô minh chuyên hành, sư xin thưa với quý vị, chúng tôi thuộc lòng lòng, thuộc đến nỗi mà nó như cháo vậy đó. Nhưng mà nói ra để làm cái gì khi mà không hiểu? Khi nào mà chúng ta nhận ra được những cái khoảnh khắc này, quả thật không có ai ở trong này cả, lúc đó chẳng cần gì phải ngôn ngữ. Những cái sự thật này, mà nó chỉ có những sự thật này thôi, nếu mà chúng ta không có hiểu về nó thì chúng ta hiểu về cái gì đây? Bây giờ thì chắc chắn quý vị không phải đang ở cõi trời, không phải đang ở phàm thiên, không phải đang ở địa ngục. Nhưng mà bây giờ chắc chắn là có cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm, hoặc là cái kinh nghiệm, cái nóng, cái lạnh. Thế mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới rõ biết được Đức Phật nói thế giới chỉ có danh và sắc. Thế giới hữu vi chỉ là như vậy. Và không có ai có thể đoạn diệt được tham. Đừng có nghĩ ai đó đoạn diệt được tham. Đừng có nghĩ rằng tôi tu tập, không có ai tu tập ở đây cả. Pháp nó tu tập chứ không phải ai tu tập cả. Pháp nó tham chứ không phải tôi tham. Mà chỉ có pháp trí tuệ nó mới nhận diện được tham và diệt trừ được tham, xả ly được tham. Chánh niệm nó cũng không làm việc xả ly được tham được. Chánh niệm nó có thể chánh niệm được tham, nhưng mà nó không hiểu được tham này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là duyên sanh được. Chỉ có mỗi trí tuệ là cái pháp tối thắng trong các cái pháp thiện mà thôi. Như vậy là cái người con của Đức Phật là những cái bậc đã đi trên cái con đường lý tứ thánh đế, lý tứ niệm xứ. Các ngài đã gìn giữ, đã phát triển được giới định tuệ ở ngay trong tâm của mình trong đời sống hàng ngày. Những cái phẩm chất của tâm đã được nổi bật, trí tuệ đã sắc bén, đã thấy được thiện này cũng vô thường và bất thiện này cũng vô thường, và chúng tất cả chúng đều là pháp hữu vi, là vô ngã, là duyên sanh, không đáng để bám víu vào đâu cả. Sống với chánh niệm tỉnh giác. Như vậy ai vượt qua thiện ác là ở đây bất cứ ai. Không có kẻ tôn giáo, không có kẻ ai hết á. Ai thấy được chân lý tứ thánh đế là người đó sẽ thấy được lời Đức Phật dạy. Kể cả người đó có đắp y ở Bắc Tông là Thiên Chúa, nhưng mà tâm của họ khi họ thấy pháp thì họ vẫn quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng thôi à. Chư tăng thôi à.
họ sẽ từ bỏ thôi à. Người nào mà thấy rõ thì người đó sẽ sống cái đời sống phàm hạnh, chẳng cần ai phải nói cả. Còn ngày nào mà chúng ta chưa thực thấy, chưa thực biết về thực tại trong đời sống hàng ngày thì đời sống phàm hạnh của chúng ta chỉ là cò cưa co kéo, chứ không thực sự sống được đời sống phàm hạnh. Đời sống phàm hạnh nó không phải là cái hình thức bên ngoài, dầu người đó có là cư sĩ, có là cái gì đi chăng nữa, có là cái gì chăng nữa, có là cục chân cục tay, họ vẫn cứ sống đời sống phàm hạnh, vì họ thấy được pháp, họ thấy được khổ, họ thấy được nguyên nhân của khổ, họ thấy được cái sự diệt khổ, và họ đã thấy được con đường đưa đến sự diệt khổ. Vì đó sẽ sống thẩm sát ở đời. Vì đó thấy đời sống chúng sanh bị chìm đắm trong sanh tử, bị mê mờ trong các uẩn xứ, mà không thấy ra được, chấp lầm rằng cho là cái thấy là tôi, là của tôi, cho rằng cái được thấy là đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là con, là cái. Họ dính mắc. Còn các ngài đã thấy rõ thẩm sát ở đời, đời sống chỉ là những cái bãi xương, những cái nghĩa địa vô cùng lớn lao mà do vô minh tham ái chúng gầy dựng lên mà thôi. Người nào thấy như vậy thì mới xứng danh tỳ khưu, tức là vị đó đã thấy được lý tứ thánh đế, đã vượt qua được thiện ác, sống đời sống tỉnh thức. Đã như thật tuệ chi được các uẩn, đã đoạn diệt được tà kiến về ngã, đã diệt trừ được các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Tâm của vị đó đã đạt được đến tịch tịnh, không còn cấu nhiễm, thì đó mới được gọi là vị sa môn xin ăn đức thực. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, chúng con xin kính dâng phước báo này đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc, tấn hóa lâu dài. Và phước báo này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu trí tuệ, thành tựu ba la mật, chứng đắc bí tứ thánh đế trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Do lần này, mong con tròn đủ tất cả các hạnh lành xứng đáng là vị tỳ kheo, giống như các ngài thánh tăng thuở xưa. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học số 267 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cái được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhận chúc phúc cho room cho ra được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha nupavena sadasuti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người,
nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm kính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Phật tính, đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sâm ti vi ha ra qua si ni phụ pê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa quan tu chi ta so thiên ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha an đa pham pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba ti cha te sa pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha vô ga la sang khô hồ tu sa mắc vô quá ác tha gia cha hi tha gia cha âm hê ra tham tu sắc thầm mô sa pê pi thầm ma cha ri nô vô thêm sâm phá phu ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm dân xin xuống mít.